đi đâu mà trời mà vàng dừng chân cái lại gian hàng bánh nem. Bánh nem là nếp banh luôn nha quý bà con cô bác. Đang quỳ sau ai, đang quỳ héo, đang quỳ sau tình trong héo ngoài tươi. Có thương em thì thương cho trót, có gọt thì gọt cho chân, để sọc dưa sọc dừa tội nghiệp em nha quý bà con cô bác. Ném banh luôn nè bà con cô bác ơi. Không em vừa chẳng lại vừa chờ bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nắng mặc vào tay cái nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Giữ tấm lòng son ném cho em cái lon, ném cho em cái lon để giữ tấm lòng son luôn bà con cô bác ơi, bà con cô bác ơi. Xanh con ơi nữa xanh lòng chót mang căn bệnh đau lòng mẹ cha. Một lòng thầy mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mới là đạo con, muốn là đạo con vô tạc cái lon. Tạc cái lon cho tròn đạo con nha quý anh chị bà con cô bác ơi. Đứa, trời ơi, hai anh đứng ngoài quốc lộ nhìn bên mấy đứa gia lộ dễ thương quá nè. Mấy đứa làm gì bày biện chơi bời gì đồ vui quá vậy? Anh muốn chơi bời không? Ở đây có rất là nhiều thể loại chơi bời vui vẻ. Ví dụ như là bóng, tụi em có cả bóng lẫn nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mấy đứa có bóng gì chơi mà vui vui không? Ở đây có bóng vui lắm, bóng cười anh chơi không? Bóng cười là bóng gì em? Trời ơi, xấu luôn. Với trẻ mà không biết bóng cười sao được trời. Mà cười thúi đầu. Ừ, bóng cười ở đây có nghĩa là như vậy nè. Thôi 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 thôi. Bé dễ thương nè, tên gì vậy cưng? Em tên là Cẩm Hồng Tú Lệ Thị Huỳnh Diễm Trang. Bé là tên gì? Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Tú Lê Hồng Diễm Lan. Thôi được rồi. Con bé ngoài bì là tên gì vậy? Em là Lê Quỳnh Hồng Thị Cẩm Tú Diễm Thi. Trời ơi, tên mấy đứa dài hơn mấy cái tên mấy người trong xóm mình gộp lại luôn á. Nó trộn trộn như xà bừng cũng dễ thương ha. Mấy đứa bây giờ mấy đứa bán bóng đây là buôn bán làm sao? Trời ơi, anh qua đây có giá cả cho anh nè. Để em giới thiệu với anh nha, một trái 5.000. Và đặc biệt anh mua 5 trái là 25.000. Siêu đặc biệt nha, nếu anh mua 10 trái là chỉ còn 50.000 mà thôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa em cái siêu đặc biệt là có khuyến mãi chưa cưng? Có khuyến mãi rồi đó anh. Giảm rồi đó. Có rồi hả? Ờ giảm rồi, chứ mà em chưa giảm nha. Là em bán 20 trái tới 100.000 lận đó. Dạ, giảm dữ lắm rồi. Chơi mở hàng đi, chơi mở hàng đi, cho tụi em mở hàng đi. Ở đây anh em bà con không mà. Trời ơi anh em. Ở đây anh em với anh mất cười quá, mất gần nữa đi. Ơi bớt đi. Chơi tụi em mở hàng đi. Thôi giờ chơi mở hàng chơi làm quen đó. Bây giờ hai trái 10.000. Trời ơi. Hai trái. Sao mà hai trái 10.000 cơ? Trời đất ơi, trả giá gì mà thất ước gì vậy trời. Vậy sao tụi em sinh sống được anh? Thôi trời ơi, giờ dây người lên chút người xuống chút. Dạ. 10.000 hai trái. Trời ơi. Nghĩ sao 10.000 hai trái. Ôi trời giá thất đức ghê luôn. Đi bà, đi rồi đi. Ông phải giấu gì anh? Biết sao không? Giá này giá công ty đưa xuống. Tụi em chỉ biết bán theo lệnh của sếp thôi à. Đúng rồi, tụi em nhân viên mà sao tụi em dám bớt được cho anh. Bây giờ anh chốt giá luôn nè, 15.000 ba trái. Trời ơi, ơi. Nghĩ sao ba trái 15.000? Đã nói hai trái 10.000 em còn thấy hợp lý vậy. Anh nói ba trái 15.000 sao em sống được. Anh thấy không, anh chỉ giá được được. Coi mua cái giới tay em đeo, coi này mất một chiếc nè anh thấy không. Nắng nâu em còn mua kem trộn em sức nữa. Thôi đi. Thôi đi. Những nam sinh viên bỏ thời gian đi chơi để đi làm. Giúp tụi em miếng đi. Bây giờ bớt đi. Nhiều. Hai trái 10.000. Trời ơi. Thôi đi bán cho anh đó, coi như mở hàng làm quen. Rồi đó, hai trái cho anh đi mấy đứa. Bà con không mà, bà con không mà, làm quen đi. Hai trái cho mấy anh luôn mấy đứa. Cái này là giá sỉ, cái này là giá sỉ đó, người ta lấy 100 trái, 1.000 trái mới được giá này. Rồi, giặt đường cho mấy anh là bắn bóng nè. Ai? Anh ném vào ngực em. Không cố ý. Anh phải cưới em cơ. Vậy đâu cố tình đâu. Ê em ơi, thằng bạn anh nó lỡ trúng em thôi chứ không có cố ý. Không giờ tới anh ném. Anh ném thì cho tế nhị được không? Chết bạn em kỳ. Biết rồi. Anh ném hay lắm, yên tâm đi. Trời ơi em tôi. Em tôi. Em ơi khó khăn không đi. Em ơi có nghe không ơi em. Trời ơi, em tôi đã tử nạn khi bị trai bắn thẳng vào mặt. Trời ơi, tại sao các anh lại quân trộm cướp? Trời ơi.
kéo lực thả tay, bắn ngay trái bóng.